Ok, hello các bạn. Rồi, sắp chúng ta lại sắp tới một kỳ thi tiếp theo là kỳ thi giữa kỳ 2. Ok. Thì hôm nay thầy sẽ cùng các bạn xử lý những cái chuyên đề mà mình sẽ gặp trong cái bài thi giữa kỳ 2. Ok. Dạ, cái tài liệu này thì các bạn thấy là tài liệu này thầy đã ghim trên cái caption của cái live stream này rồi đó. Thì các bạn share live stream về ha. Để lưu lại mình sẽ làm. Hôm nay mình sẽ làm trong cái tài liệu này. Ok. Rồi các bạn mới vô share livestream giúp thầy nha. Hello Tú Uyên, hello Nguyễn Thư. Ok. Rồi, tài liệu hôm nay mình sẽ có 97 câu và thầy sẽ ôm cho các bạn cả luôn phần chia động từ luôn. Thì cái phần này một số trường thi học kỳ 2 thì một số trường có cái phần này trong cái đề thi, được không? Cho nên thầy ôm luôn cho các bạn cái phần chia động từ luôn. Và ngoài ra thì cái tài liệu này của mình sẽ có phát âm dấu nhấn grammar. Ok, phát âm dấu nhấn grammar. Rồi từ vựng. Ok, và tiếp theo đó là sửa lỗi sai nè. Rồi tiếp theo nữa là về word form. Ok, thì tài liệu này mình có 97 câu. Thì chắc là mình sẽ ráng sửa được bao nhiêu hay bấy nhiêu ha. Ok, thì tùy cái tiến độ của mình. Rồi, ok, hello Thanh Nhi, hello Ý Kiều, hello Thúy Diệp. Ok, rồi các bạn share livestream giùm thầy, tag bạn bè vô nha. Tag bạn bè vô cùng học nè. Sắp tới thì QS có mở cái khóa tổng môn. Khóa tổng môn free để cho các bạn ôn thi á. Cho nên là các bạn share livestream nhiều nhiều để được fan cứng, sẽ được ưu tiên cái khóa đó. Ok, cái khóa đó số lượng cũng ít, không có nhiều. Cái slot nó cũng không có nhiều lắm, cho nên là các bạn cố gắng tương tác mạnh với lại page ha. Ok. Rồi bạn share livestream giùm thầy nha. Rồi ok, mình sẽ bắt đầu vô luôn hả mấy đứa, hai mọi người. Ok. Rồi. Ok. Rồi share livestream giùm thầy nè. Rồi number 1, vô luôn câu 1 nè. Ok, number 1. Sau mình có là đây. Câu 1 này người ta check mình những cái từ vựng hai âm tiết mà về nguyên âm. Ok, và có hai cái loại. Câu 4, câu 5 là một cái dạng bài tập kinh điển trong cái phần pronunciation này, đó là phát âm đuôi ED và đuôi SES. Ok. Thế thì mình sẽ có cái câu đầu tiên. Ok. Mình sẽ có câu đầu tiên là remind, nhắc nhở ai đó làm gì, remind. Ok. Remind ai, đúng không? Rồi. Cái này mình, cái chữ drive á. Ok, mình có cái chữ drive là verb 1 của chữ này đó. Là drive, ok, thì nó sẽ là âm I, đúng không? Nhưng mà khi mà nó là verb 3 thì nó sẽ là âm E, driven. Ok, derive, bắt nguồn. Ok, survive, sống sót. Cho nên mình sẽ chọn được câu B, được không? Câu đầu tiên thì khá là dễ luôn. Rồi, các bạn share livestream với thầy nha. Thầy sẽ gửi cái file teaching notes này cho bạn nào mà đã share livestream rồi ha. Thầy file này thì lát nữa thầy sẽ note hết tất cả các cái từ vựng thành một cái cột để cho các bạn dễ học, được chưa? Đấy, thì các bạn nào share livestream thì sẽ gửi qua inbox. Hello Hữu Vinh. Rồi, tag vô đi. Ok. Tag vô với share nha. Các bạn thấy tài liệu trên cái caption không? Lấy tải tài liệu về trên cái caption nha bạn. Ok. Rồi, câu 2. À, câu 2 này mình thấy hai cái câu này, hai chữ này là hai chữ kinh điển này. Đúng không? Khi học phát âm là nói chung là bạn sẽ học bạn học cái chữ này khá là kinh điển này. Thì bây giờ cái mẹo để nhớ nè. Cái chỗ này nó có hai chữ S, đúng không? Cái này mẹo của thầy riêng nha. Thì sao? Thì cái chỗ đó nó sẽ quan trọng hơn. À, nhớ là chỗ nào mà có hai chữ S thì cái chỗ đó quan trọng hơn. Và chỗ đó nó sẽ được nhấn, đúng không? Như này là dessert. Đấy, dessert. Còn này nhấn âm 1 còn lại. Được chưa? Một số cái tips để mình nhớ ha. Dessert là tráng miệng. Ok, dessert. Nhấn âm mấy? Nhấn âm 2, đúng không? Rồi, là món tráng miệng. Món tráng miệng. Rồi, thế thì mình sẽ có là dessert. Desert là gì? Desert là nhấn âm mấy? Nhấn âm 1. Sa mạc. Được chưa? Sa mạc. Rồi, cái câu C. Câu C là một cái động từ.
Câu C là một cái động từ, đó là deserve. Ok, deserve, deserve. Ok, again, deserve. Được chưa? Deserve này là gì các bạn? Deserve này là xứng đáng, đúng không? Đấy, ok, deserve. Deserve thì nó là xứng đáng, nó cũng nhấn âm mấy? Nhấn âm 2 luôn, giống như là dessert, cái món tráng miệng đấy. Ok, nó là một cái động từ thì ghi kỹ luôn nha, nó là xứng đáng. Rồi, ok, you deserve it, bạn xứng đáng với cái điều đó. Rồi, you deserve a reward for your effort, bạn xứng đáng được cái phần thưởng đó bởi vì bạn đã nỗ lực, đúng không? Rồi, mình có là December, December, ok, là nó cũng nhấn âm 2 luôn, December, ok, tháng 12. Rồi, cái này cũng dễ, không có gì khó. Rồi, tiếp theo, vậy thì câu này mình sẽ chọn được câu nào? Yes, câu B, desert, nhấn âm 1, còn những thằng này là nhấn âm 2 hết, được chưa? Ủa, quên, xin lỗi, lộn đề. Câu này là pronouns chứ phải word stress. Sorry guys. Ok, pronouns, pronunciation. Rồi, thì mình trở lại thôi. Bây giờ cái chỗ này sẵn thầy nói về dấu nhấn luôn. Thì bây giờ thầy mình trở lại với cái phát âm, cái âm nguyên âm trong đây, đúng không? Rồi. Rồi, thì mình sẽ là dessert. Chỗ này là âm, bỏ cái mấy cái này đi ha. Rồi. Ok. Rồi, chỗ này dessert đó là âm y, đúng không? Dessert. Dessert. Các bạn khoan, hết live rồi các bạn mới xin các bạn mới nhắn để các bạn xin teaching note, tại vì giờ đã note gì đâu, chưa note gì hết mà. Rồi. Dessert làm e, đúng không? Đấy. Này là gì? Deserve. December. Đấy, đáp án vẫn như cũ. Ok. Câu 3. Câu 3 này thì sao? Ok, để thầy coi cái màn hình live có thể có che không? À, vẫn tốt đúng không? Rồi. Câu 3 này đầu tiên mình có chữ tough. Tough là khó khăn. Cái phiên âm của nó sẽ là như vậy. Âm t. Ok, âm ớ nè, rồi âm tough. Ok, tough. Rồi. Cái câu B á, câu B là một cái chữ mà các bạn đã học rất là nhiều rồi, enough, đúng không? Enough. Rồi, lưu ý cái âm cuối của nó cũng là luôn nha. Thầy nhắc thêm cái âm cuối thôi, tại vì người ta thường, có thể là người ta sẽ check các bạn cái âm cuối á. Được chưa? Còn cái chữ này cough. Cough là âm o, đúng không? Cough, âm cuối vẫn là luôn. Cái này là roughly, âm cuối vẫn là và ly thêm vô. Đấy, nhớ cái chữ gh trong đây đều được phát âm là hết. Mà cái vấn đề mình quan tâm là cái nguyên âm ở giữa này nè, thì nó là âm o, câu c, cough. Cough là ho, được chưa? Ho. Ok. Rồi, tới phát âm ed nè. Nay thầy chữa hơi bị thầy chữa cũng kỹ nhưng mà nó hơi tăng nhẹ tốc độ lên là tại vì mình có nhiều câu ha. Rồi, reduce, đúng không? Reduce cho nên là ed sẽ đọc là t. Cái chữ này. Ok. Cái chữ cause này, các bạn nhìn cái chữ, cái chỗ này bạn tưởng đâu là phát âm là cause, đúng không? Nhưng mà không phải. Cái phiên âm của nó sẽ là gì? Đây, phiên âm của nó sẽ là cause. Ok, cause. Khi mà nó là cause thì ed thêm vô phải là d. Caused. Ok, caused. Rồi, damage, đúng không? Damage thì ed thêm vô là damaged. Preserve, preserve, preserved. Ok. Rồi, mình sẽ chọn được câu A. Được chưa? Ok không? Rồi, câu 4. Ok, share live nào. Yeah, tag bạn bè vô nha. Thì ôn thêm, thầy chỉ có một buổi hôm nay để ôn cho mình thôi. Đấy, rồi xong là cuối tuần mình sẽ thi thử luôn ha. Thầy, cho nên là mình chỉ ôn một buổi hôm nay thôi là mình thi thử luôn. Tại vì giữa kỳ cho nên thầy cũng không có ôn nhiều. Tới chừng cuối kỳ á, thầy sẽ ôn 2 buổi cho mình, 2 buổi hoặc 3 buổi nha. Đây. Được chưa? Ok. Rồi, tới chừng cuối kỳ thì mình sẽ được ôn nhiều hơn, gấp đôi, gấp ba. Đấy. Còn bây giờ thì
thầy ôm một buổi thôi ha. Rồi có gì không hiểu thì các bạn có thể inbox cho Page. Thầy cũng trực Page rất là nhiều, hình như là 24/24 luôn, cho nên các bạn có thể inbox cho Page ha. Ok, rồi một chút tâm sự tí. Ok, thì admin có gửi cho các bạn cái link để đăng ký thi thử đó, các bạn vô đăng ký giùm thầy nha. Admin có mới gửi phía dưới cho các bạn cái link để đăng ký đó, thì mấy đứa vô đăng ký cái thi thử giùm thầy. Rồi, ok. Rồi ha, rồi tiếp tục nè. Câu 5 mình sẽ có là gì? Câu 5 là phát âm S và ES đúng không? Rồi, cái chữ buzz, cái chữ buzz nó là kết thúc bằng âm gì đây? Sorry. Buzzes, đúng không? Buzzes. Changes. Ok. Realizes. Ok. Rồi. Detail âm l, ok, cho nên là detail gì? Details. Ok. Những cái phát âm S và ES này các bạn sẽ được ôn trong khóa tổng ôn. Khóa tổng ôn sắp mở chung với khóa đề. Thì đây là một cái khóa mà ôn lại cho những bạn nào mà mất gốc á. Được chưa? Những cái kiến thức mà từ cơ bản đến nâng cao để các bạn thi dựa theo đề minh họa ha. Rồi. Đấy, cho nên là những cái kiến thức này các bạn đừng có lo, là mình sẽ có cái khóa tổng ôn để mình ôn lại. Rồi, ok. Tới chừng WordPress nè các bạn ơi. Câu số 6 nè. Scientific, nhấn âm 3. Đấy, trước cái này là nhấn, trước cái đuôi X là nhấn ngay trước đó. Expedition, trước sần cũng vậy. Expedition cũng là âm 3 luôn, đúng không? Rồi, Geographical. Đấy, trước equal thì nhấn nó là graph. Geographical, âm 3. Rồi, cái câu cuối thì ba cái chữ còn lại là âm 3, thì cái câu cuối nó phải là gì? Nó phải là đáp án rồi đúng không? Ok, thì nó âm mấy? Câu 6, geographical. Các bạn chọn ngân câu mấy? Geographical. Ok, geographical, các bạn lưu ý nè, cái geographical á, G là một âm tiết rồi, O là âm tiết số 2 rồi, đúng không? Đấy, cho nên là tới chừng graphical là nó là âm 3 rồi nha, nó là âm 3 rồi, cho nên là các bạn sẽ gọi là không có chọn là âm 2. Ok, để các bạn, thầy sẽ copy cái này âm 1 nè, đúng không? Rồi chọn cái này, nhưng mà thầy sẽ làm rõ hơn về cái kiến thức về âm tiết đối với cái chữ câu, đối với chữ geographical nha, để các bạn rõ hơn này sẽ copy cái phiên âm geographical, ok, trong từ điển xuống cho các bạn geographical. Rồi các bạn đợi thầy một tí nha, thầy sẽ copy cái này. Ok, thầy đã copy cái phần phiên âm vào rồi đó, được chưa? Thì cái chỗ này nè, đây các bạn hãy nhìn nè, một âm tiết người ta tính là một nguyên âm, được chưa? Cái phụ âm nó không quan trọng để hình thành lên một âm tiết. Ví dụ như cái chữ G là một âm tiết nè. Một nguyên âm khác thì nó được tính là một âm tiết khác nữa. Graphical, ok, graph là một âm tiết nè, phi là một âm tiết nè, col là một âm tiết nè. Thì tóm lại cái chữ này nó có 1, 2, 3, 4, 5, 5 âm tiết. Nhưng mà graphical, cái chữ nhấn ngay chỗ graph là nó được âm tiết số mấy? Âm tiết số 3, được chưa? Tại vì đây là một âm tiết, hai âm tiết, ba âm tiết, thấy không? Rồi. Ok, tiếp theo mình sẽ có cái câu 7 là agency âm 1, ok, awareness âm 2, protection âm 2, endanger âm 2. Mình sẽ có câu A. Ok, classify là phân loại âm 1, seriously là âm 1, identify là âm 2, temperature là âm 1. Mình sẽ chọn được câu C. Ok, được không? Rồi, cái con lạc đà đó mình đọc là camel âm 1. Ok, camel again, camel. Ok, camel. Rồi, cái cây mà cây xương rồng đó mình đọc là cactus âm 1 luôn, cactus. Rồi, crocodile, banana, đúng không? Âm 2, chọn câu D.
Rồi câu 10 mình là đọc là digest, survive, swallow, unnoticed. Âm 2, được chưa? Swallow. Ok. Digest, survive, unnoticed. Unnoticed. Ok, nó có 3 âm á. Rồi, mình sẽ chọn được là mình xong tới câu 10 rồi, hiểu bài không? Ok, mình sẽ qua tiếp câu. Bạn nhớ share livestream thầy nha, bạn nào mới vô xem thầy nè. Rồi, câu 11. He is the person. Mình sẽ ôn về grammar. Ok, so grammar của cái học kỳ 2 này á, quan trọng nhất đó là câu, đó là cái mệnh đề quan hệ relative clause. Thì đó là quan trọng nhất. Thì bạn cố gắng ôn cái phần grammar này cho kỹ, được không? Rồi, thì mình sẽ có câu 11. He is the person. Ok, the person thì các bạn lưu ý là nhắc tới person là cứ là who đi. Bạn share livestream nha, bạn nào mới vô share livestream thầy nha. Tag bạn bè vô học cho vui nè. Cứ là who trước đi, who hoặc whom. Thấy which là bỏ. Mình thấy câu C from that thì bạn sẽ không bao giờ thấy giới từ đứng trước that, trừ những trường hợp rất rất đặc biệt. Nhưng mà sẽ không, người ta sẽ ít ra thi cái phần đó. Ok, thì mình cứ coi như là giới từ đứng trước that là coi như bỏ, được chưa? Đấy, thì bật mí luôn, nó là in that. Chỉ có cái này là đúng thôi, được chưa? Rồi, he's the person. From, khi mà đem giới từ lên thì mình chỉ dùng which hoặc là whom cho cả người. Xin lỗi, whom cho người và which cho vật. Khi mà có giới từ đem lên, thế thì mình sẽ bỏ được cái câu A luôn nha. From whom. Ok. Đấy, mình thầy, đó là thầy chưa có cần dịch nghĩa gì hết nha. Thầy chỉ cần coi cái chữ the person thôi, chưa cần dịch nghĩa gì hết, dựa một số cái quy tắc. Thì các bạn có thể comment cái quy tắc lại trong phần comment để nhớ. Rồi, bây giờ qua câu 12. Thì thầy đã làm cho các bạn câu 11 rồi, các bạn luyện tập thử câu 12 nè. Đây, thầy đã comment cho mấy đứa câu 11 rồi đó. Thầy sẽ chỉ, thầy đã giảng câu 11 rồi đó. Bây giờ các bạn nên, mình sẽ ôn về grammar. Ok, thì mấy đứa làm tiếp câu 12 thử xem coi đúng không. Rồi, an architect is someone. Đương nhiên là người rồi, kiếm cái chữ nào which coi, bỏ. Ok. Rồi, để coi, that design buildings. Ok, so someone. Các bạn có một cái quy tắc như thế này. Khi mà những cái đại từ bất định á, như là someone, như là nobody, như là anybody, như là everyone, đại từ bất định thì nó phải đi với động từ, động từ số, số ít. Nhưng mà cái chữ design đây nè, cái chữ design đây nó không có thêm s thì sai. Mặc dù that dùng cho người được, thay cho who được đấy, thì mình chỉ còn một cách là mình chọn who thôi, được chưa? Còn cái này whose, ở đây nó không có một cái danh từ đi theo nào phía sau hết để chỉ cái sự sở hữu, thì mình bỏ luôn, được chưa? Rồi, câu 12 thầy cũng làm cho mấy bạn luôn rồi. Thì bạn comment cho thầy câu 13 đi nè. Lâu quá chưa tặng sách đúng không? Lâu quá chưa tặng sách rồi. Comment nhiều nhiều đi, thầy sẽ theo dõi nguyên một quá trình luôn ha. Chứ không có cho từng câu nữa. Thầy sẽ coi nguyên một quá trình bạn nào mà active từ đầu tới cuối. Đấy, hoặc là đa số cái câu mà các bạn active thì thầy sẽ tặng sách. Sách gì các bạn muốn thích là thầy sẽ tặng nha. Sách tiếng Anh. Ok. Rồi, tiếp theo đây câu 13. The girl. The girl kiếm cái chữ nào which hoặc là gì đây? Ok, không có. Whom injured in the accident. Cái chữ whom này ha. The girl. Whom. Whom này là các bạn biết nó thay cho object. Mà nó, nếu mà nó thay cho object rồi, phía sau phải có một cái subject khác, đúng không? Vậy thì subject đó đâu? Không có, đúng không? Bỏ câu A. Được chưa? Thầy nhắc lại nha. Whom là thay cho tân ngữ, được chưa? Thì phía sau này phải có thêm một cái chủ ngữ để thực hiện cái hành động này, đúng không? Đấy. Rồi, nhưng mà không có, được chưa? Rồi, thì mình sẽ bỏ cái câu A. Câu B. Ở đây đã có động từ chính rồi, ở đây lại có thêm một động từ nữa mà thiếu đại từ quan hệ, bỏ luôn. Chưa? Câu C. Who was injured in the accident?
là đúng chính xác. Nó vừa có đại từ quan hệ mà nó vừa chia đúng bị động luôn nha. Cái cô gái mà bị thương trong tai nạn ở đó thì bây giờ ở trong bệnh viện rồi. Câu đi thì sao, mặc dù that thay cho who được đúng, nhưng mà chỗ này lại dư cái chủ ngữ ở đây, cho nên mình sẽ không có thể nào mà mình chọn cái câu đi được. Đấy, đại từ quan hệ, bạn đã dùng cái đại từ quan hệ để mình thay rồi thì mình đâu có giữ lại cái từ đó làm cái gì nữa. Ví dụ từ đại từ quan hệ that này là thay cho she, thì các bạn đâu có giữ lại chữ 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 she làm cái gì, bỏ, đúng không? Rồi câu 14. Rồi để luyện tập thử câu 14 coi các bạn có ổn áp không nè. Câu 14 nè. Câu 14 này sao? The man was on holiday. Ok, mình sẽ coi I wanted to see whom, I wanted to see him, I wanted to see him, who wanted to see. Ok, thì thầy nói rồi đó, thì mới nói ở trên. Thì khi mà mình dùng cái the man này là him dưới đây nè, mình đã dùng whom để thay cho nó rồi thì mình sẽ không có giữ lại him ở đây nữa, đúng chưa? Rồi còn câu đi sau who wanted to see, cái chữ see này là một cái, ok, một cái transitive verb, có nghĩa là một cái ngoại động từ và nó bắt buộc phải có một cái tân ngữ, trừ khi nó bị động thôi, đúng không? Trừ khi nó là bị động thì nó không cần tân ngữ, nhưng mà đây là chủ động thì nó phải có tân ngữ phía sau. Thấy ai không biết, bỏ luôn thì mình sẽ chọn được câu A. Cái câu A bạn nói là ủa sao nó có động từ đây nè thầy ơi mà mình không có dùng đại từ quan hệ. Thực ra nó có một cái đại từ quan hệ ở đây, đó là đại từ quan hệ whom thay cho tân ngữ, đúng không? Hoặc là that thay cho tân ngữ, hai ngày thay cho tân ngữ chỉ người đó. Tuy nhiên khi mà nó thay cho tân ngữ đó, bạn lưu ý khi mà nó thay cho object á, thay cho tân ngữ thì mình có thể làm sao? Có thể gì? Có thể bỏ đi, đúng không? Thay cho tân ngữ thì có thể bỏ đi, cho nên ở đây người ta lược đi rồi, được chưa? Hiểu không? Câu 15. Do you know the girl? The girl. Ừ. Hồi nãy thầy nói rồi, to là giới từ đem lên, thì cái whom này nè, cái who này nè, không phải là who mà nó phải là whom, bỏ luôn. Whom Tom is talking, talk to somebody, thiếu cái giới từ này của người ta rồi, bỏ. Tom is talking thiếu trầm trọng luôn, thì mình chỉ có câu gì? To whom Tom is talking. Hiểu chưa? Nãy mình đã làm một số câu nó lặp đi lặp lại rồi đó, mình nắm được cái quy tắc rồi, đúng không? Được chưa nào? Câu 16, I haven't got a passport. Okay. That means I can't leave the country. It means I can't leave the country, which means I can't leave the country. Okay. Rồi, bạn chọn câu nào? Ok, được chưa? Rồi câu 16 các bạn chọn câu C. Đúng rồi, which mean, điều này có nghĩa là, thì cái phẩy which này đó các bạn nhớ là phải có phẩy nha, nó thay cho nguyên cái vế đằng trước, có nghĩa là nó bổ nghĩa cho nguyên cái statement đằng trước, chứ không chỉ cho object, chứ không chỉ cho cái danh từ đứng gần nó, được chưa? Đấy, cái việc mà tôi không có passport đó, thì cái việc đó sẽ làm cho tôi không có rời đất nước được, không có đi ra nước ngoài được. Câu 17, the girl, okay, talking to, đúng vậy nè. Đấy, đây coi, chỗ này thiếu đại từ quan hệ, đáng lẽ phải thêm who hoặc là that thì ok. Tiếp tục, talking to Tom, lát nữa sẽ nói cái này. Who talk, the girl là số ít mà phải là talks chứ, đúng không? Bỏ. Câu D không có đại từ quan hệ luôn. Rồi, thì cái chỗ này talking to Tom là đúng, nó là rút gọn của cái who is talking to Tom. Ok, hãy nhắc một cái kiến thức mà mình khá là quen thuộc, đó là khi đại từ quan hệ mà thay cho chủ ngữ, hồi nãy thay cho tân ngữ thì rút gọn thì lược bỏ cái đại từ quan hệ được, có nghĩa là nó có who, nó có which thì bỏ được, đúng không? Còn bây giờ là đại từ quan hệ thay cho chủ ngữ thì các bạn có thể rút gọn mệnh đề quan hệ, rút gọn nó đi, rút gọn khác với lược bỏ đại từ quan hệ nha. Ok,
Thì rút gọn bằng cách nào? Động từ ở đây đang là ở thì tiếp diễn, đang ở chủ động đó, thì các bạn cứ dùng verb in để rút gọn ha. Bỏ who, bỏ is, còn lại talking to Tom thôi. Câu 18. Cái nội dung giữa kỳ này á, thì nó sẽ có cái phần modal verbs. Ok, những cái modal verbs cả ở quá khứ, cả ở hiện tại luôn, đúng không? Đây, thì nó sẽ có modal verbs. Thì các bạn làm thử cho thầy một cái câu về modal verbs. Câu 18 nè. Ok, câu 18. I'm not sure, tôi không chắc nữa. Come a few minutes late. Ok, rồi. Tôi không chắc nữa, tôi có lẽ tôi sẽ đến một, tôi đến trễ một vài phút á. Thì không chắc mình sẽ là may. Không chắc chắn thì mình sẽ là may. Ok. Ok, rồi. Bring your umbrella. It's gì đó, rain later today. Ok, bring your umbrella. Thì chỗ này mình sẽ chọn câu D. Đấy. Câu này nó không có đưa ra cái dữ kiện gì để nói là bầu trời chắc chắn sẽ mưa hết đó, cho nên mình sẽ không chắc chắn luôn, mình chọn may hoặc là might. Thế thì đố bạn nè, giữa may và might cái nào nhỏ hơn? Cái nào ít chắc chắn hơn? Giữa mate và mine cái nào ít chắc chắn hơn các bạn? Hả? Ok, thì cái đáp án đó là câu nào? Đáp án là chữ nào chắc chắn hơn? Mặc dù trong câu này mình có thể dùng cả hai đều được, nhưng mà các bạn cần phải phân biệt được là cái nào chắc chắn hơn. Thì cái may, cái độ chắc chắn nó sẽ lớn hơn cái chữ might. Ok. Dạ, yeah, cái may độ chắc chắn sẽ lớn hơn chữ might ha. Đấy, thầy có ghi trên phần comment ạ. Dạ, đúng rồi, color. Color. Ok. Rồi. Great. Tiếp tục mình sẽ có câu 20 nè. What are you doing this week? This weekend. Bạn sẽ làm gì vào cuối tuần này? Đây, cái này là mình sẽ làm cái thì tiếp diễn này là diễn tả tương lai nha. I haven't decided yet. Tôi chưa quyết định nữa. I gì đó, go on a picnic with my family. Chưa quyết định có nghĩa là chắc chắn, chưa chắc chắn, đúng không? May. Được chưa? Rồi. I didn't have time for breakfast this morning. You gì đó, very hungry now. Ok, đây là dữ kiện nè. Tôi không có thời gian để ăn sáng vào buổi sáng nay luôn. Thì you must be very hungry now. Chắc chắn. Thì chờ, cái chữ must này không phải là phải. Cái chữ must này để đưa ra dự đoán trong hiện tại, nếu như đằng sau nó cộng động từ to be. Còn nếu mà nó đưa ra dự đoán trong quá khứ thì sẽ là must have been cộng verb 3. Do you think they will come today? Đây, khoan, cái thầy sẽ ghi cái phần take note lên cái comment cho các bạn. Nếu mà must mà cộng với lại be thì sẽ đưa ra dự đoán trong hiện tại hoặc là tương lai. Được chưa? Còn cái must have, đúng không, cộng verb 3 thì sẽ đưa ra dự đoán trong, đưa ra cái phán đoán, chứ không phải dự đoán nữa. Dự đoán là dùng cho tương lai, đúng không, tiếng Việt mình. Rồi, đưa ra phán đoán trong quá khứ. Được chưa? Rồi, tag bạn bè thêm vô, đúng rồi. Ok, đấy, cái note cho mình như vậy. Thầy cũng note lại trong phần comment, trong phần cái handout này luôn. Rồi, ok. Do you think they will come today? Bạn có nghĩ là họ sẽ đến vào ngày hôm nay không? Well, they gì đó come today, but I think they will want to look around first. Đó. Thì mình cũng chưa chắc, tại vì mình nghĩ là tụi nó có thể đến đó, nhưng mà tôi nghĩ là nó đi đây đó, nó dạo chơi đây đó một tí, thì chỗ này mình might, được chưa? Rồi, you wash the car, I just had it done yesterday. Ok, bạn không cần phải rửa xe hơi đâu, tôi mới làm hôm qua rồi, tôi mới đi rửa hôm qua rồi. Câu 23 đi các bạn ơi. Dạ, câu 23 đi. Đó, mình giải quyết nhanh cái này.
Nếu mà ráng được thì sẽ giải quyết trong hôm nay luôn, hết 90 mấy câu luôn. Đó, bạn cố gắng nhiệt huyết với thầy nha. Rồi, câu 23 nè. Ok, share livestream nha, bạn nào mới vô share giùm thầy nha. Ok rồi ha. Tiếp theo, bạn không cần đâu, không cần phải rửa cái xe đâu, tại vì tôi đã đi rửa hôm qua rồi. Đấy, thì thầy dễ dùng là nint. Ok, nint. Ok, I just had it done yesterday. Had something done. Nhờ, có nghĩa là ông đi, ông ra tiệm ông rửa đó, chứ không phải ông tự rửa. Ok, câu 24. I think he đó be on time for the meeting after all, so don't worry. Ok, I think we gì? So don't worry. Cái này là I think thôi mà, ý kiến cá nhân thôi mà. May, tôi nghĩ là mình sẽ, dù sao thì mình cũng đúng giờ họp rồi, cho nên đừng có lo quá. Rồi, mình sẽ tới phần vocabulary. Và tới phần này thì sẽ tách cái màn hình này ra thành hai phần. Đây, thì cái phần phía trên đây thầy sẽ tổng hợp từ vựng. Ok, phần phía trên này sẽ tổng hợp từ vựng. Và các bạn cố gắng comment theo nha, thầy không có copy qua copy lại ở giữa phần comment với lại giữa cái này nữa đâu. Ok, cho nên là các bạn cố gắng comment theo. Rồi, câu 25. Ok, it is easy to gì đó living in Ho Chi Minh City. Ok. Rồi, mình sẽ có là một cái cụm to earn a living. Thầy sẽ bỏ cái format này một tí. Right, to earn a living. Okay, as somebody. Okay, kiếm sống. Kiếm sống bằng nghề gì? À, bằng nghề gì? Ví dụ, cho ví dụ luôn. Đây, ví dụ nè. I earn a living as a teacher. Okay, thì kiếm sống bằng nghề giáo viên. Đấy. Rồi, cái này mình sẽ chọn câu earn a living. Ok, câu B. Comment lại nhiều lần để nhớ nha. Đây là những cái collocation rất là hay ra thi đó. Tiếp theo mình sẽ có là ok, cái living là cái cuộc sống, đúng không? Thì sẽ giới thiệu thêm một số cái collocation. A good, a comfortable. A comfortable. Rồi, a modest living. Đó, một cái cuộc sống rất là sao tốt nè, comfortable là thoải mái nè, một cái cuộc sống rất là modest là sao khiêm tốn, được chưa? Good, comfortable, đấy, thoải mái, đấy. Còn cái này là khiêm tốn. Số cái collocation ha. Rồi, to earn a living, nhưng mà các bạn đừng có nhầm đó với cái cấu trúc là to do something for a living nha. Đấy, là làm gì để kiếm sống. À, nó khác nha. Ok, nhớ nha. Rồi, to do something for a living. Được chưa? Ok. Tiếp theo mình sẽ có câu 26. 26 nè. Rồi. The land in this part of the country is very đó, we can grow anything here. Thì chỗ này các bạn sẽ thấy là is very gì? Đúng rồi. Is very đúng rồi. Một cái tính từ, đúng không? Fertile. Ok. Fertile này là gì? Màu mỡ. Màu mỡ is very fertile. Được chưa? Còn mình sẽ có là fertilizer là gì? Ok, fertilizer. Fertilizer là phân bón, đúng không? Phân bón, được chưa? Còn fertilize là bón phân, động từ. Rồi, ok. Vậy mình sẽ chọn được là fertile. Thầy sẽ có một cách khác để nó không có bị nhảy xuống. Rồi, cắt cái này đi. Thầy sẽ cho nó xuống hết dưới đây. Đó. Rồi, nó sẽ không có bị nhảy cái hàng nữa. Thầy không có chỉnh, thầy không phải chỉnh mệt nữa. Rồi, ok. Câu 29. Wait. 27. The gì đó of these worms will destroy
The mosquito spreading places. Ok, cái hệ thống mà rút nước, đúng không? Cái hệ thống rút nước của cái đầm lầy này, cái swarm là cái đầm lầy á, thì nó sẽ là gì? Nó sẽ phá hủy những cái chỗ mà để muỗi nó sinh sản. Ok, thì mình sẽ có là The drainage là hệ thống rút nước. Hệ thống rút nước, được chưa? Đấy, hệ thống rút nước. Thì rút nước đi rồi, đầm lầy nó đâu còn nước ở đâu mà để cho mấy con lăng quăng nó sinh sản, đúng không? Rồi, tiếp tục mình sẽ chọn câu 27 là câu B. Câu 28, the giant panda is in danger of. Câu 28 này thầy phải cho các bạn comment. À, câu 28 này không cho comment là không được. Ok, tại vì đó là bài, cái từ này là giải nát hết trơn rồi, đúng không? Trong lớp là chắc là học cái từ này mấy trăm lần rồi. Ok, 28 nè. Rồi, hôm 28 là lia lịa nha. Ok, 28. The giant panda is in danger of extinction, đúng không? Là đang bị đe dọa tuyệt chủng. Ok, to be in danger. À, bằng với lại to be at stake. Ok, hoặc là to be at risk. Đấy, được chưa? Hoặc là to be, đây, một cái nữa. To be under threat. À, đang bị đe dọa. À, được chưa? Rồi, extinction là tuyệt chủng. Thì thầy nhớ đến một cái phrasal verb, thầy nói luôn die out, tuyệt chủng. Nó bằng với to go extinct. Rồi, câu 29, the town's drinking water was gì đó with poisonous chemicals. Thì mình sẽ có là cái cụm này rất là hay. Poisonous chemicals, chất hóa học độc hại. Được chưa? Thì hệ thống cái nguồn nước uống của thành phố đó thì nó bị gì? Nó bị ô nhiễm, contaminated. Đây, nó bị ô nhiễm, nó bị làm ô nhiễm, contaminated. Ok, nó bằng với lại polluted. Được chưa? Bị ô nhiễm. Rồi tiếp, còn cái contaminant là gì bạn? Contaminant, danh từ, chất gây, đúng rồi, chất gây ô nhiễm. Được chưa? Nó bằng với lại là pollutant. Và thường cái này nó sẽ là đếm được ha. Các bạn sẽ thấy thường nó sẽ, người ta sẽ ghi cái này ở số nhiều. Được chưa? Ở dạng số nhiều. Rồi 30 là cũng phải đúng rồi, bạch Thạch Thanh Nhi giỏi. Thầy sẽ quan sát các bạn hôm nay ha. Bạn nào mà active thầy sẽ tặng sách. Các bạn inbox cho thầy nếu bạn thấy mình active rồi, thầy sẽ coi là các bạn có active không, mình sẽ tặng sách. Đấy. Vậy cái chất lượng của cái tiếp thu bài nó mới rất là hay ha. Nó mới chất lượng. Ok, chứ mà một câu mà thưởng là các bạn đi ngủ thì nó không có chất lượng, nó không có tốt cho mình. Được chưa? Mình phải học xuyên suốt một buổi luôn, tại vì nó có rất nhiều kiến thức hay trong hôm nay. 30. Ok, mình thấy bạn Việt Anh rất là active nè. 30, đúng rồi, câu C, honestly speaking, thật lòng mà nói, đúng không? Honestly speaking. Thật lòng mà nói. Ok, thì thầy nói thêm một số cụm nha. To be honest cũng được. Bằng, để thầy nó bằng luôn. To be honest. Rồi, mở rộng thêm To be perfectly honest. To be brutally honest. Đây là những cái collocation cố định. Được chưa? Nhớ nha. Rồi, to be
honest. Thì cái chữ honest này các bạn có thể thay bằng một cái chữ khác, đó là chữ frank. Ok, các bạn cứ bạn hãy thay bằng một cái chữ frank. Thì tất cả cấu trúc ở trên á mà nó có honest thì thay bằng frank hết. Ví dụ frankly speaking, to be frank, to be perfectly frank. Okay, được ha. Rồi, đó. Được chưa? Ok, cái chỗ này mình sẽ chọn là honestly. Còn honesty là danh từ, nhớ nha. 31, he studied his textbook with complete. Ok, with complete gì? Chỗ này chắc là cho lên một tí. With complete gì mấy bạn? Complete gì? With complete concentration. Concentration, đó là sự tập trung. Đúng rồi, sự tập trung. Và nó sẽ có cái động từ là concentrate. Ok, on something nó bằng với lại focus. Focus on something nó bằng với lại zero in on something, có nghĩa là tập trung vào cái gì đó. Đúng không? Tập trung vào cái gì? Thì chỗ này with complete concentration, với sự tập trung tuyệt đối, cao độ, tập trung cao độ. 32, that office building has some gì đó on the first floor. Ở cái chữ này khi bạn học về các bạn lớp VIP học collocation về chữ về chủ đề work and jobs là đã có học rồi. Đấy, cho nên là các bạn hãy comment thử. Bạn lớp bên ngoài cũng comment thử. Chữ này dễ lắm. Đó, 32. Ok. Chữ này là dễ nhất luôn á. Rồi, tag bạn bè vô học chung nha. Ok, với lại share livestream cùng thầy nha. Bên học tiếng Anh cùng thầy Chí Châu share có 7 share, buồn quá. Ok, rồi tiếp tục. That office building has some vacancies, chỗ trống, đúng không? Chỗ trống này là chỗ cái giống như là những cái position á. Đấy, những cái chỗ trống, những cái vị trí trống á. Vacancy. Okay, is a noun, những vị trí trống. Những vị trí công việc trống. Rồi, ok, tiếp theo. We were in difficulty. Ok, to be in difficulty. Mình học mình phải coi những cái cụm trong, mặc dù nó không có check nhưng mà trong câu này, nhưng mà maybe là nó sẽ đang đạt, nó sẽ check các bạn cái cụm này trong cái câu khác thì sao? Đúng không? Đang gặp khó khăn. Rồi, to be in difficulty. Rồi, to be gì nữa? In war, at war, on war, by war. 33. Ok, cố gắng lên, đúng rồi, không được ngủ. 33 nè. Ok, 33 nha, 33 nha. Ok, to get into trouble. Đúng rồi, cũng được. Đúng rồi, mi phạm. Great. Rồi, to get into trouble. Ok, thì chỗ này to be at war. Đang trong tình trạng chiến tranh. Ok, to be at war. When we were at war. Nhưng mà mình dịch ngắn hơn là trong thời chiến đi. À. Rồi, ok. Câu 34, some powerful countries love to war than peace. Thì mình sẽ cần một cái động từ, đúng không? Có nghĩa là gây ra chiến tranh, đúng không? Gây ra chiến tranh thì mình sẽ chọn cái gì? Gây ra chiến tranh, to be at war. Không, mình cần một cái động từ chứ không phải mình cần động từ to be nữa. À, mình cần cái động từ. Thế thì mình cần động từ gì? Do, produce, make. Ok, các bạn nghĩ sao? Nghĩ sao, bạn nghĩ sao? Ok, produce, make. Ok. Yeah, đúng rồi. Đúng rồi, yeah, đó là make war. Đúng không? Gây chiến. Make wars. Gây chiến. Rồi, câu D. Em này học được rất nhiều cụm hay. Rồi, câu 35. Thì nhìn sơ đi, động từ đối với một cái giới từ ở đây nữa là biết ngay cái gì rồi. Phrasal verb. Ok, 35. Phrasal verb này hình như thầy cũng có nói ở ngoài page nhiều đó. Trong lớp VIP thì thôi khỏi nói. Trong lớp VIP thì làm mấy cái cụm phrasal verb là quá nhiều rồi. Cho nên câu 35 là coi như là
cứ điền, gọi là điền ngay lập tức, không có nói nhiều đúng không? Đấy. Cứ vô điền, vô mà cứ điền thôi. Ok, 35. Đúng rồi. Yes, rất tốt. 35 là ok, take off đúng không? Take off. Dạ, cứ điền là không có cần suy nghĩ luôn á, take off là cởi ra. Đúng không? Vậy thì ôn lại nhanh nè, mình không có thời gian. Nghĩa thứ hai là cái gì? Đối với máy bay á. Máy bay. Ok, thì nó là cất cánh. Mong với sự nghiệp, đối với cuộc đời thì là thành công, lên hương. Ok, thành công. Take off. Ví dụ my business take off when I met her. Ok, my business took off when I met her. Khi tôi gặp cô ấy thì đời tôi kinh doanh của tôi lên hương luôn. Rồi, câu 36. His girlfriend left him last month and he still hasn't got. Ok, hasn't got gì? Không có vượt qua được 36 gì các bạn? Ừ đúng rồi, take off là học nát luôn. Đó. Nói cũng nhiều lần lắm rồi. Đúng không? Rồi, 36. Ok. His girlfriend, bạn gái của anh này bỏ anh này tháng trước rồi và anh này chưa có vượt qua được thì get over. Ok, get over. Vượt qua những cái nỗi buồn này nọ. Tiếp theo 37, get over cũng học hơi bị nát. She is a very good child. She always gì đó her toys. Ok. Rồi, mình sẽ chọn cái gì đây? Câu 37 này hơi khó. 37. Ok. 37 là cái gì các bạn? Put. Chữ put. Put gì? Put away. Đúng rồi, put away. Ok, thì cái put away này thầy sẽ chia ra hai trường hợp nha. Mình phải học kỹ cái phrasal verb này, đó là put away something và put away someone. Somebody. Yeah. Nắm hai cái trường hợp này giùm thầy. Put away something và put away someone. Right. Ok, so put away something đó là giữ cái gì đó kỹ, giữ kỹ cái gì đó, store, giữ chữ cái, nó giống như là chữ store. Đấy. Ok, nghĩa thứ nhất của put away something đó là store something. Giữ kỹ cái gì đó ha, thầy ghi cái giữ, nghĩa cái nghĩa tiếng Việt là giữ kỹ ha. Ok, bạn hiểu nghĩa tiếng Anh đó là store something. Đây có nghĩa là nó giữ kỹ đồ chơi. Ok, rồi còn cái put away something cái nghĩa thứ hai là ăn quá nhiều. Đấy. Ăn quá nhiều được chưa? Hiểu không? Bạn ở trong comment hiểu không? Rồi, ăn quá nhiều thức ăn. Ok. Ví dụ các bạn là I put away a whole chicken. Tôi ăn hết nguyên một con gà luôn. Đấy, put away. Kiểu mình đặt cái đó ra bên ngoài á, có nghĩa là mình xử lý xong nó luôn. Đấy. Rồi. Còn put away somebody là cái nghĩa nó hơi bị ghê, đó là đưa ai đó vào một cái nơi nào đó, nhưng mà là vào thường là ba nơi này. Đưa ai đó vào, thứ nhất tù, thứ hai bệnh viện tâm thần, thứ ba viện dưỡng lão. Đấy, viện dưỡng lão. Cái gì vậy? Ok. Right, to be put away
for life, in prison. Rồi, khỏi cần dịch là hiểu rồi ha, bị đưa vào tù suốt đời. Ok, chỗ này là push away, câu D. Don't worry about me, just gì đó on what you are doing. Ok. Rồi, đừng có lo gì về tôi hết á, đừng lo gì về tôi hết á, chỉ lo về cái gì, lo tiếp tục làm cái việc bạn đang làm đi, thì mình sẽ là carry on. Carry on là tiếp tục, nó bằng với lại continue. Continue to do something. Ok, continue to do something. Carry on doing something. Continue to do something. Ok. Rồi, go on. Go on doing something. Ok. Go on doing something và keep on. On này bỏ ngoặc nha. Không có cần on trong cái chữ keep cũng được. Tiếp tục làm gì? Được chưa? Ok, carry on. Rồi, bây giờ tiếp tục câu 39 giùm thầy nè. I suggest you. Rồi, 39. Ok, thấy bạn Phương Thanh rất là tích cực luôn. Rồi, nhớ share livestream giùm thầy nha. Share mới được quà nha. Ok, 39. Ngọc Thục Nhi cũng tích cực nè. Rồi, ok. Tốt. I suggest you gì đó, a list of things to be done. I suggest you make up a list of things to be done. Có nghĩa là make up này là không phải là kiểu trang điểm hoặc là bịa ra cái gì đâu nha. Cái này make up đó là gì? Vạch ra một cái kế hoạch, đúng không? Make up something, vạch ra một cái kế hoạch gì đó, đúng không? Đấy. Chuẩn bị cái gì đó, đúng không? Ok, chuẩn bị cái gì đó. Prepare something. Cái chữ make up này cũng có nhiều nghĩa ha. Ok, rồi, prepare something. Tiếp tục nè. The story she told you wasn't true. Ok, she. Đây, thì nãy thầy nói cái chữ make up something, ngoài cái việc là prepare something, nó còn có nghĩa tiếp theo là gì nữa? Bịa cái gì đó, đúng không? Rồi, invent something. Được chưa? Right, ok, 40. The story you are told. Sorry, cái này là make it up, đúng không? Make up something hoặc là make something up cũng được. Câu 41. Sue was an, sorry, was offered a job as a translator, but she. À, 41 này, cái cụm trong 41 này học cũng nát luôn rồi đó. 41. But she gì? She would offer a case. Câu này có được giao một cái, cổ được đề nghị công việc là một cái người dịch, thông dịch viên, đúng không? Người dịch. Nhưng mà cổ sao? Phải nhưng là hay có biến rồi, thấy chữ but là hay có biến rồi. 41. Ok, thấy 41 là hay có biến rồi. Ok ha. Rồi, 41. Câu B, các bạn đều chọn câu B, đúng rồi. To turn down. Yeah, turn something down. Refuse something. Ok, turn something down. Nó bằng với lại refuse something. Từ chối cái gì đó. Something, somebody cũng được nha. Ví dụ như là he proposed me. Anh ấy đã cầu hôn tôi. But I turned him down. Nhưng mà tôi từ chối anh ấy cũng được. Tại vì trong ngữ cảnh này nó là something thì thầy ghi something nha. Từ chối ai đi? Somebody luôn đi. Đó. Ok, nhưng mà cái chữ refuse thì nó thường là ví dụ như là từ chối lời đề nghị của ai đó, thì ví dụ như là somebody's invitation hoặc là somebody request somebody proposal, ví dụ vậy. Trong cái tình huống là cầu hôn hồi nãy thì là refuse, thì nó không có refuse him, nó sẽ là refuse his proposal. Okay. 42.
There have been many changes in the policy so far. Đã có rất là nhiều cái thay đổi sâu sắc, đúng không? Mình sẽ có cái chữ profound là sâu sắc, chưa? Cái tính từ sâu sắc, thay đổi rất là nhiều về nhiều mặt á. Đấy, thay đổi sâu sắc á. Mình sẽ có là câu C, profound. 43. Measures have to be taken to restore order. Thì cái measure này, các bạn biết cái chữ measurement là sự đo lường, đúng không? Nhiều kiến thức quá, đúng không? Sự đo lường, ok. Cho nên là, nhưng mà cái chữ measure này á, ok, nó là cái giải pháp, chưa? Thì những cái giải pháp toàn diện thì mình sẽ có cái chữ drastic, drastic, toàn diện, đúng không? Đấy, giải pháp toàn diện là câu A, drastic measures. Ok. Rồi, cái gì đó, the threshold of her career, she has to face a lot of difficulty. Ok. Rồi, chữ này câu để thầy cho các bạn comment thử câu 44 nha. Ok. Rồi thì chờ các bạn thử comment câu 44 giùm thầy nè. Đâu, 44 đâu. Ok, yeah, on the threshold. Ok, on the threshold. Ok, of her career. Đúng không? On, đúng không? On hay là in? On hay in hay at hay below? Thế thì các bạn chọn hơi bị lung tung. Ok, thì đáp án là on, đúng không? Đấy, on. Dạ, yeah, mình sẽ có cái cụm này. On. Ok, the threshold. Lưu ý cái đọc chữ, đọc cái chữ này nha. Rồi, threshold of, ok, of something là vào lúc khởi đầu của cái gì, của việc gì. Ok, của việc gì. Đó. Rồi, ok. Thường là những việc quan trọng, những việc mới và những việc quan trọng. Ví dụ như là vào lúc khởi đầu của cái sự nghiệp, là đầu, vào đầu ngưỡng cửa sự nghiệp á. Ok, cái chữ này là cái ngưỡng cửa đó. Cô này cổ phải làm sao? Cổ phải face a lot of difficulty. So face, đối mặt. A lot of difficulties. Đối mặt với nhiều thử thách. Được chưa? Đối mặt với nhiều thử thách. Ok. As the result of something. Ok. Mới vô thấy cụm hay rồi. Nhiều khi các bạn sẽ không có để ý đâu. Đấy. Nhưng mà thầy thấy thì thầy phải note lại. Đấy. Because of something. Owing to something. Đấy, owing to something. Due to something. Được chưa? Ok. On account of something. Đó là vì cái gì đó, đúng không? Vì cái cải cách kinh tế, our living. Ok, cái living standard là cái mức sống, đúng không? Living standard. Mức sống của chúng ta đã được tăng lên. Many graduates from universities come up against. Ok, come up against, một cái cụm hay. Come up against. Ok, đó là đối mặt với. Đối mặt với gì? Nào, mấy từ ở đây thì chắc chắn các bạn biết rồi đúng không? Đối mặt với gì? Câu 46. Living standard, right? 46. Đối mặt với gì? Uh-huh. 46 thuộc Nhi chọn D, Tú Uyên chọn D. Ok. Rồi, thầy đang chờ các bạn nha.
Nguyễn Thư chọn D, đúng rồi. Unemployment là thất nghiệp, đúng không? Unemployment, đúng rồi. Come up against unemployment. Câu 42, câu 47, the investment has had effects. Ok, effect thì nó đi với giới từ gì? Effect on something, on somebody là danh từ nhé. Ok, ảnh hưởng lên ai, lên cái gì? Thì cái cụm mà cụm full của nó đó là have an effect. Cái chữ effect này các bạn có thể là many effects, thêm giới từ cũng được, positive effects cũng được. Đấy, cái cụm này là thầy ghi kiểu kiểu sơ sơ gọi là nguyên sơ nhất, on somebody. Đấy, influence cũng được nha. On somebody, on something, on somebody. Đó, được chưa? Rồi, câu C. Tiếp tục thì mình sẽ có câu 48. United Nations was formed in 1945. Its aims are to address global issues such as climate change and civil war. Thì chỗ này United Nations là một cái tổ chức, đúng không? Tổ chức Liên Hiệp Quốc thì mình phải dùng gì? Mình phải có the United Nations. Ok, the United Nations, chứ không có United Nations không. Copy lên đây luôn. Rồi, đó là mẫu trong câu rồi đó. Tại vì giữa kỳ này nó còn có một cái điểm ngữ pháp nữa là mẫu từ. Được chưa? Cho nên là mình phải làm một những cái câu sửa lỗi sai về mẫu từ. Thì sẽ cho các bạn thử câu 49 nào. Rồi, 49. Ok. Thùy Linh chọn D. Ok, bạn khác chọn A. Rồi, 49 này thì mình sẽ có một số cái như này. Comment đi rồi thầy nói. Ok, comment đi. Cứ comment thử để coi mình làm tới đâu. Ok. Thì câu 49 này nó sẽ là câu nào? Yes, câu D. Cái The Guardian là một cái tờ báo, đúng không? Cho nên là mình phải là cho nó là The Guardian. Bạn nào đọc hay đọc báo là biết. Nhưng mà Today cũng là một tờ báo, nhưng mà nó không có cần mẫu từ the. Đấy, nó là trường hợp ngoại lệ trong mấy cái tờ báo ha. Thường là tờ báo nó sẽ có the, đúng không? Nhưng mà các bạn thấy cái tờ báo New Scientist nó đâu có the New Scientist, đúng không? Đấy, tùy cái tờ báo. Ví dụ như là những cái tờ báo ở của Canada như là Reader Digest thì đâu có đờ đâu. Nhưng mà những cái tờ báo về kinh tế như là The Economist thì nó phải có D. The Times của của Anh thì nó lại có D, đúng không? 50. Mr. Rob has built a landmark building of iron and classes for a month. Ok. Thì chỗ này mình sẽ chọn câu nào đây? 50. Năm mươi nào. Ok, 50 này thì để coi các bạn có cẩn thận không. Ok. Năm mươi mi phạm chọn C. À, Nguyễn Thư chọn C. Rồi, C hết, đi, có đi kìa, có đi. Ok, vậy là nó có hai cái đáp án, bạn có hai cái đáp án. Ok, bạn có hai cái ý kiến đúng không? Rồi, thì Iron, Iron này là Iron Man á, sắt, là vật liệu. Thì khi mà chữ iron này nó là vật liệu, nó là sắt thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ uncountable, nó sẽ không đếm được. Ok, thì sẽ ghi trên đây luôn nha. Okay, iron nó là vật liệu, đúng không? Danh từ luôn thôi. Là sắt, không đếm được. Nhưng cái chữ iron này khi mà nó là cái bàn ủi
đó, thì nó lại đếm được. À, nó khác cái như vậy. Tương tự với cái chữ class. Cái chữ class này là cái một cái vật liệu thì nó sẽ không đếm được, và nó có nghĩa là thủy tinh. Đúng không? Class. Nhưng mà khi mà nó là đếm được thì nó có nghĩa là cái gì? Gì biết không? Này nè. Đó. Đếm được thì thường nó là cái kính của mình đeo, thì chỗ này là classes, thường nó sẽ là số nhiều luôn á. Rồi, cái kính, cái kính đúng không? Cái kính hoặc là cái ly, cái ly bằng thủy tinh, cái ly bằng thủy tinh thì cũng là class. Ok. Rồi. Ok, tiếp thì mình sẽ chọn cái câu D ha, mình sẽ bỏ cái ES đi. Rồi. Cái cốc thủy tinh cũng là nó luôn á, cái cốc thủy tinh luôn. Ghi thêm. Rồi, ok. If I were you. Rồi, tương tự nè, câu 51 thử làm thử coi. Thử làm xem nào. Ừ, building là noun đúng rồi Mi Phạm ơi. Building là cái tòa nhà. Rồi, câu 51 đúng rồi. Ai mà chọn câu B là chính xác, đúng không? An iron, một cái bàn là, đúng không? An iron. Thêm an vô. Được chưa? An iron. Rồi, bây giờ mình sẽ làm khoảng tới 60 60 mấy? Giờ bạn muốn làm tới mấy? Giờ các bạn muốn làm tới bao nhiêu nè? Bạn muốn làm tới câu nhiêu? Mình sẽ có một từ đây là từ đây tới cuối là những câu word form. Thì các bạn muốn làm tới câu bao nhiêu? Những bạn nào share thầy sẽ gửi rồi inbox cho thầy, chụp lại rồi inbox cho thầy nha. Thầy sẽ gửi cái đáp án của những câu word form còn lại. Đây, hôm nay mình làm tới bao nhiêu thì mình thầy sẽ gửi cho những câu còn lại cho những bạn nào mà đã share rồi. Ok. Các bạn muốn làm đến mình có không? Đương nhiên là không có. Làm hết 97 câu được rồi, đúng không? Rồi, là nó câu bao nhiêu nè? Ok, nó có bao nhiêu? Guys. 65. À, 65. Ừ. 96 hả? Oh my god. Rồi, ok. Thì vậy mình làm tới câu 75 hả? Rồi. 75 luôn nha. Ok. Rồi, the majority of the đó in workforce have university degree. Thì chỗ này đương nhiên là mình phải là đa số gì? Đa số những cái những cái người nhân viên á, mình sẽ là employ. Employees, ok, employees. Đấy, employees. Rồi, tiếp theo 53. Ok, it's a very real problem for graduates now. Thì mình sẽ chọn cái gì đây? 53 này, mình phải chỉnh hơi nhiều. Nào, 53, 53 nè. Đúng rồi, Thục Nhi, Thùy Linh. Đúng rồi. Các bạn comment nha. Bạn muốn tới câu nào mà bạn thầy thấy bạn hơi bị yếu yếu thì thầy nghĩ á, các bạn mệt rồi thầy sẽ không có dạy tiếp được. Unemployment, đúng rồi, thất nghiệp là một cái vấn đề thực sự là một cái vấn đề, đúng không? Unemployment. Ok. This law is to provide against, okay, child laborers. Against gì? Mình sẽ cần một cái verb in, đúng không? Against employing. Có nghĩa là không có được thuê những cái lao động còn nhỏ đó, không có được cho con nít làm việc á. Ok, 55.
have an obligation to treat all laborers impartially. Ok, rồi 55 này quá dễ luôn. Rồi, comment câu 55 nha. Cố gắng comment nha. Bạn nào mà đuối đuối là... thầy thấy bạn nào đuối đuối là thầy nghỉ á. Đấy, vì 50 câu là cũng hơi đuối, các bạn cũng hơi đuối rồi đúng không? Thầy thì chơi được, không sao. Rồi, 55 nè, chưa thấy ai comment nè. Đúng rồi, employers. Ok, employers. Những cái người... những cái người mà nhân công, nhân sorry, những cái người chủ á, thì có nghĩa vụ là have an obligation to do something, có nghĩa vụ làm gì, có một nghĩa vụ là phải đối xử, treat somebody, ok, đối xử với ai đó công bằng, treat somebody impartially, đối xử công bằng. Đúng không? Rồi. The actor gì đó inspire the kids. Mình sẽ cần một danh từ. Ok. Enthusiasm. Đấy, enthusiasm là cái sự nhiệt huyết, đúng không? 57. Well, you could try to look a little more gì? Ok, 57. Trời ơi, cái từ, cái tính từ của câu 57 á là cái tính từ mình học cũng hơi bị nát, hơi bị nhiều. Đấy, 57. Học cũng hơi bị nhiều luôn rồi đó. À, đúng rồi. Enthusiastic, đúng không? Ok. Đấy, 58. The crowd were waving flags and đây cái chữ singing là một cái verb. Tại vì tại sao verb in là tại vì nó đang đi với cái verb waving, cái cấu trúc song song đó. Thì đây là đang là cái verb cho nên bắt buộc mình phải là gì? Dạ, dùng trạng từ enthusiastically. Copy lại, có sẵn rồi. Ok không? Enthusiastically. Đó. Khi mà mình đọc, mình đừng có đọc là cồ ly nha, mình đọc là enthusiastically. Ok, rồi bạn nào có câu hỏi gì thì cứ để mình giải quyết xong. Ok, rồi thầy sẽ cho các bạn khoảng 5 phút, 10 phút để Q&A ha, không sao. Nếu bạn nào mà chưa hiểu thì có thể inbox Facebook cá nhân hoặc là inbox page, thầy sẽ trả lời cho mình nha. Rồi, golf gì đó, will be able to, câu 59 này. À, câu 59 này là một cái câu siêu hay, cũng không phải là khó gì, nhưng mà bạn nào mà không cẩn thận là coi chừng bị gài. Rồi, 59. Thục nhi, enthusiast. Đúng rồi, enthusiast là những cái người yêu thích golf, đúng không? Enthusiast. Cái này mốt dùng cho IELTS được nhiều lắm nè. Nhưng mà nhớ là thêm S giùm thầy, được chưa? Tại vì này là, tại vì cái này phải có S, nó không có mạo từ an đằng trước. Enthusiast là một cái danh từ đếm được, cho nên là thấy không có an là biết nghi rồi. Thay vì nó là một người yêu thích golf đi, đúng không, thì mình sẽ dùng enthusiast không có S, nhưng mà đây là người yêu thích golf thêm S vô nha. 60. She is good at describing things or gì đó, ideas. Ok, rồi thầy note lại cái từ enthusiast nè. Người yêu thích cái gì đó, đúng không? Thì ví dụ như là food enthusiast, book enthusiast. Đấy, người yêu thích sách, người yêu thích đồ ăn. Ok, to be able to. Đấy, là to do something. Ok, to be able to do something là can do something. Rồi, the tournament
là một cái trận đấu, một cái trận đấu. Ok. Rồi, câu 20, câu 60. To be good at doing something là giỏi, giỏi làm gì? Đúng không? Nhưng mà to be good for someone, somebody, tốt cho ai đó. Được chưa? Ví dụ như là eating a lot of organic foods is good for your health, is good for yourself. Đấy. Tốt cho sức khỏe của bạn cũng được. Rồi, thì chỗ này nó là gì? Câu này rất là giỏi mô tả những cái thứ hoặc là những cái ý tưởng mà để thể hiện, thì mình sẽ có là expressing ideas. Đúng không? Expressing ideas. Này, thể hiện ra bên ngoài. Rồi. Ok. Nữa không? Mệt chưa? Mệt chưa? Thôi, tới câu 60 thôi ha. Rồi, thì 10 câu khoảng mấy cây? Tới 97 câu còn lại thầy sẽ gửi cái key, thầy sẽ gửi cái key cho mình, được chưa? Ok không? Bạn nào share rồi inbox cho page, thầy sẽ gửi key với lại cái phần note hôm nay cho mình nha. Ok, để coi hôm nay mình đã học được bao nhiêu từ rồi nè. Wow, rất là nhiều từ luôn, để thầy sẽ tính thử coi. Này là sắp xỉ thôi chứ thầy giải hết cái này thì cũng hơn đó. Rồi thì tính thử coi bao nhiêu từ. Đấy, mình đã học được khoảng 53 từ hoặc là cụm từ. Đấy, có những cái là cụm từ. Thực ra là hơn tại vì có một số cái thì ghi đồng nghĩa nè, cho đây nè, thấy không? Đấy. Mình cùng lướt lại sơ nhé. Đây, từ 1 tới 14 các bạn xem lại sơ nè. Ok, rồi, xem lại sơ từ 1 đến lại từ 1 tới lại 14 đi. Đó, xem lại sơ thầy nè. Ok, earn a living as somebody. A good, comfortable, modest living, do something for a living, fertile, màu mỡ. Rồi, fertile, màu mỡ, fertilizer là phân bón. Đúng không? Fertile là màu mỡ, nhưng mà nói về người thì là cái gì? Nói về người á thì có nghĩa là sáng tạo. Nói về người hoặc là nói về cái trí tuệ á, thì là sáng tạo, nhiều ý tưởng mới. Đấy, cho nên nó sẽ là bằng một cái chữ đó là to, đây bằng cái chữ này. Nhớ coi. Fruitful. Ok. Rồi fruitful, productive. Đó, được chưa? Rồi, 10 đến 11, 1 đến 14 xong rồi đúng không? Mình coi lại thêm từ 15 cho tới 23. Đây, đây là những cái phrasal verb. Đúng rồi, có thể xin được, đúng rồi. Đúng rồi, mi phạm, good, có thể xin được. Coi lại từ 15 đến 23 nè. Ôn lại luôn nha, comment lại luôn nha, để mà mình coi như xong cái buổi live hôm nay là mình nhớ bài luôn. Được chưa? Xong buổi live và nhớ bài luôn. Yeah, ok. Rồi. Ôm lại tiếp từ 24 cho đến 36 nè. To be at war, to make wars. Ok. Rồi, make up something. Make up nó có nhiều nghĩa. Hình như thầy cũng nói nhiều lần cái chữ make up này trên live rồi. Ok, rồi, tiếp.
36 cho tới 49. Ok. Cái này thì bổ sung thêm đó là countable noun. The United Nations. Sung thêm là The Guardians. Ok, The Guardians. Một tờ báo The Guardians. Ok ha, rồi comment lại để nhớ nè. Quên, The Guardian mà có S là phim. Guardian báo không có S. Rồi ok. Tiếp tục ôm lại. Rồi những cái cuối cùng thì cũng dễ. Ok guys, thank you for coming. Hiểu bài không? Hôm nay hiểu bài không? Hôm nay hiểu bài không mọi người? Ok, hôm nay là thầy ôm gọi là từ ngữ pháp cho tới từ vựng, rồi từ rồi tới cả cái gì? Từ ngữ pháp, từ vựng rồi tới cả sửa lỗi sai này nọ luôn rồi đó. Phát âm nhấn âm luôn rồi đó. Vậy thì ráng đăng ký thi thử nha. Đăng ký thi thử để mình test coi là ok mình đã học được cái gì rồi. Yep. Ok, goodbye guys and good night. See you on the weekends. Ok, we have a test. Ok, cái bài thi thử đó sẽ đánh giá đúng khả năng của mình, không có quá khó đâu. Được chưa? Bye.